Lời nói đầu tiên, Hòa Dương cũng xin gửi đến quý cô, chú, các anh chị và các bạn bên Họ Đạo, cũng như là Ban Quy Tế, Đình Thần Bình Khánh, và toàn thể tất cả bà con ở đình của chúng ta. Nhân dịp đầu năm mới, xin chúc bà con và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công, đại thành công. Dạ cảm ơn. Hôm nay Hòa Dương cũng có cái duyên lành về đây để hát phục vụ cho bà con. Và để tiếp theo, Hòa Dương xin gửi đến các anh, các chị và các bạn với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Pháo Hồng Tiễn Bước Em Đi. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Dây xề sư phụ. Năm ai? 456. Mô Phật Thầy. Thầy ơi, thầy ơi, con lỡ tay, con lỡ tay, con giết người rồi thầy ơi. Con ơi, con hãy mau mau rời khỏi ngôi chùa này đi con. Thầy ơi, nhưng mà con đi rồi, con để lại có một mình thầy nơi Bình Khánh quan sơ này, con không an lòng thầy à. Con cứ đi đi, đừng đừng lo cho thầy. Sư phụ, sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dài vô. Thầy ơi, con đã phụ lòng thầy, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Nay áo nhà chùa con không còn giữ được. Thầy ơi, thì ba lai này con xin từ tạ với ân sư. Gọi là ba lại sau cùng, từ bây giờ cho đến mai sau, con xin giá biệt chốn Phật đài, dâng thân vào với gian lao. Con không biết rồi mình sẽ ra sao, chẳng thương sư phụ lúc tuổi già, sống một mình giữa quan sơ. Con có ra đi vào chốn bụi hồng, thầy chỉ có đôi lời khuyên con, đạo là anh đuốc soi đường, con phải giữ gìn đạo tâm. Thầy, trước khi con xuống núi, con xin quỳ xuống đây, con lạy thầy. Thầy ơi, sư phụ, sư phụ ơi, kể từ nay con sẽ vĩnh viễn rời xa thiên nhai từ. Giả biệt tiếng kệ lời kinh mãi mãi không còn được nghe, mỏ xóm dời chuông chiều. Kể từ nay con lưu lạc chốn bụi hồng, sẽ lăn lóc với cuộc đời thị phi giả trá, bằng tâm hồn non dài ngây thơ,
Nay áo nhà chùa con không còn giữ được, vì không đủ hạnh khoác lên người con nữa. Trời ơi, con đã nhúng tay vào máu bằng tâm tư không gần chút lỗi lầm. Xin chúng ta hãy dành cho ban nhạc tài tử Bình Khánh một tràng pháo tay thật nồng nhiệt quý vị. Đó, đần mà được khán giả vỗ tay. Đúng không? Không cõi chùa thiên nhai là nơi nương tựa cuộc đời. Nghe sư sinh còn hơn cốt nhục thâm tình. Nay bỗng dưng dập dồn bao biến cố, bàn tay hiền lành lại phạm tội sát nhân. Có người phát giác ra chuyện cũ đã 20 năm, con còn một mối thù gia tộc. Trời ơi, con muốn vỡ tung đầu óc, biết xử sự làm sao cho tròn vẹn đạo và đời. Thầy ơi, thầy ơi, tuy thầy không phải là người tạo cho con nên hình nên dốc, nhưng mà thầy đã lo lắng cho con từ cái ngày mà con còn nằm lăn lóc trong nôi. Thầy ơi, công nuôi dưỡng của thầy còn cao dài hơn non thay. Rồi lát nữa đây con rời xa ngôi chùa Vĩnh Viễn, nơi chốn hoàng sợ ai lo lắng cho thầy. Vậy thì ba lại này coi như con đáp đền công ơn dương dục. Con xin Phật từ bi cao cả cứu độ cho thầy được mạnh khỏe vạn niên. A Di Đà Phật.